Thưa quý vị, thời gian qua thì vấn nạn tin giả trên không gian mạng xuất hiện tràn lan và gây nhiều tác hại đến đời sống xã hội. Tin giả bám theo dòng thời sự, nó như một loại virus độc hại và xâm nhập vào mọi mặt của đời sống, gây nhiễu loạn thông tin, gây rối dư luận và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Đây là người đàn ông trú tại xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, vừa được Công an tỉnh Hà Nam mới lên làm việc do đăng tin thất thiệt, sai sự thật trên mạng xã hội về hoạt động của ngành ngân hàng. Trước đó, trên trang Facebook của mình, người đàn ông này đã đăng thông tin với nội dung ai gửi tiền tiết kiệm ngân hàng, nhanh chân rút về mua đất ngay còn kịp. Không là không còn tiền mà rút nhé. Đây là thông tin không chính xác, gây hoang mang cho dư luận, tạo tâm lý bất an đối với người dân và các nhà đầu tư gửi tiền tại các ngân hàng. Sau khi các thông tin này được đăng trên mạng xã hội thì chúng ta nhận thấy rằng là ở một loạt các cái điểm giao dịch của ngân hàng SCB thì người dân đã đến và thực hiện cái giao dịch rút tiền từ ngân hàng SCB. Qua đó để chúng ta thấy được cái mức độ ảnh hưởng của các cái thông tin có thể là bịa đặt và sai trái là rất lớn và tác động trực tiếp tới người dân, bởi vì và đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính. Thông tin giả, thông tin xuyên tạc, sai sự thật không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực tài chính ngân hàng mà nó còn xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Vì là tin bịa đặt nên tin giả được cường điệu thu hút người đọc với sự ly kỳ hấp dẫn để đánh vào xúc cảm, tâm lý của nhiều người. Do thiếu sự cảnh giác trước các thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện tràn lan trên không gian mạng, nhiều người đã chia sẻ, hưởng ứng và hậu quả đem lại tiền mất tật mang. Các cái mạng xã hội mà đặc biệt là mạng xã hội xuyên biên giới thì nó lại là nơi mà hình thành và lan tỏa những cái luồng dư luận lớn trong xã hội. Và những cái luồng dư luận đó thì nó có tác động đến nhận thức, đến suy nghĩ về chính trị, về xã hội của rất là nhiều người. Nếu mà chúng ta không định hướng, không cung cấp những thông tin chính thống tích cực ở trên không gian mạng, trên mạng xã hội thì cuối cùng là ở trên đó sẽ toàn là những tin giả, tin rác, những cái thông tin xấu độc. Trong môi trường số, công dân số thì việc tiếp cận và giao tiếp trên không gian mạng ngày càng phổ biến. Hàng ngày, mỗi người thường dành nhiều thời gian tiếp cận và tương tác trên không gian mạng. Bởi vậy, những thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật có thể ảnh hưởng trực tiếp tới xã hội, thậm chí làm cho xã hội bị rối loạn, mất phương hướng. Nhằm phát huy những mặt tích cực, ngăn ngừa những tác động tiêu cực, góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn chất lượng, theo các chuyên gia an ninh mạng, thì mỗi người phải tự trang bị cho mình bộ lọc thông tin đủ tốt trước các thông tin trên không gian mạng. Với những cái thông tin mà chúng ta chưa hoàn toàn là tin tưởng cái độ chính xác của nó thì tốt nhất chúng ta không like, không share, không comment để lan truyền các cái thông tin đó tới những cái người dùng khác, bởi vì với các cái hành vi liên quan tới cái like, share, comment các cái nội dung đó nó có thể là gián tiếp ảnh hưởng tới, tác động tới những cái người khác, là những người mà tiếp nhận thông tin, và trong đó có những người mà chưa được trang bị những cái kiến thức đủ tốt về các cái vấn đề liên quan và dẫn tới là họ có thể bị lừa đảo. Mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích tích cực cho cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì vẫn còn tồn tại những tiêu cực ảnh hưởng đến người dùng. Nâng cao năng lực nhận diện để chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội sẽ góp phần phát huy những tác động tích cực, hạn chế, ngăn ngừa những tác động tiêu cực, góp phần ổn định chính trị xã hội của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi chúng ta.